Rồi hello bạn ha, trong video này á thì sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng like fanpage miễn phí mới nhất 2023 các bạn nha. Thì khi mà fanpage của bạn có lượt nhiều lượt like fanpage nè, thì tất nhiên một điều là cái fanpage ở trong cực kỳ uy tín và sẽ giúp cho bạn bán hàng dễ hơn, sẽ có rất là nhiều lợi ích các bạn nha. Ok, thì sẽ hướng dẫn cách tăng like fanpage miễn phí nha. Rồi thì để mà tăng like fanpage miễn phí á thì bắt buộc các bạn phải có trang web để giúp các bạn tăng like fanpage hoàn toàn miễn phí nha. Thì hướng dẫn bạn cách lấy trang web tăng like fanpage miễn phí nè các bạn. Thì đầu tiên á, các bạn hay vào google.com giúp Thiện nha. Google.com nè, các bạn gõ là chăn ga gối điểm Hàn Quốc các bạn nha. Chăn ga gối điểm Hàn Quốc. Thì tại sao các bạn phải gõ cái cụm từ này? Tại vì đây là việc chúng ta đi lấy cái trang web để giúp các bạn là tăng like fanpage miễn phí đó các bạn nha. Các bạn kéo xuống, kéo xuống như thế này đó. Các bạn tìm đến cái website là cửa hàng chăn ga điểm.com này các bạn. Nó có cái icon nhỏ nhỏ lắm, màu hồng hồng nè. Chăn ga điểm Hàn Quốc cao cấp tại Lily Shop nè. Bạn nhấp vào đây. Đó. Sau khi bạn click vào thì bạn có thể kéo xuống bên dưới nha. Kéo xuống bên dưới như thế này. Đó. Bạn kéo xuống đây. Thì ở gần phần cuối đó các bạn. Đó. Gần cuối này bạn thấy không? Ở phần copyright Lily Shop này bạn nhấp vào. Thì thời gian đếm ngược bắt đầu chạy các bạn nha. À, sau khi chạy hết về không á thì nó xuất hiện cho bạn một trang web để giúp các bạn là tăng like fanpage miễn phí nha. Và các bạn không cần phải đợi đâu các bạn cứ làm việc gì đó của các bạn. Đó, ví dụ như Thiện bây giờ Thiện quay lại Facebook này. Thiện lướt lướt gì đó thì các bạn cứ chơi công việc gì đó của các bạn hay các bạn làm một việc cho các bạn, rồi sau đó đợi thời gian chạy hết nó xuất hiện cho bạn cái trang web tăng like fanpage thôi, được không? Thì sau khi xuất hiện bạn copy nha. Bạn copy hết luôn nha. Đấy, rồi bạn mở một cái tab mới. Nhớ là tab này bạn phải đăng nhập Facebook rồi nha. Trong trường hợp này là Thiện đã đăng nhập Facebook rồi nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Thì bạn để ý nè, hiện tại là Facebook của Thiện là có 12k theo dõi các bạn nha. Đó, 12k theo dõi. Thì bây giờ Thiện sẽ mở tab mới và Thiện sẽ Ctrl V, tức là Thiện sẽ dán cái mà tên miền mà Thiện mới copy ở bên đây bạn. Copy bên đây nè, bạn nhớ không? Bạn dán Enter vào nha. Thì khi bạn Enter bạn vào á thì nó sẽ xuất hiện cho bạn một cái giao diện như thế này. Đó, thì nó yêu cầu các bạn là username và mật khẩu trong trường hợp các bạn đã đăng ký tài khoản rồi nha. Còn trường hợp các bạn chưa có tài khoản á, bạn bấm là đăng ký miễn phí ở đây nha. Khi đăng ký miễn phí á thì đầu tiên là tên tài khoản này thì bạn đặt cái gì cũng được nha. Đấy, rồi mật khẩu nè, rồi nhập lại mật khẩu nè. Còn ID Facebook của bạn thì cái này rất quan trọng các bạn nha. Tức là các bạn phải đăng nhập bằng ID Facebook của mình để các bạn đi làm gì các bạn? Để các bạn đi kiếm xu nha, kiếm xu. Sau khi kiếm xu rồi các bạn sẽ lấy cái xu đó các bạn tăng like fanpage miễn phí cho bạn nha. Thì bây giờ thì hướng dẫn bạn cách lấy ID Facebook của bạn thì bạn nhập vô đây nè. Thì bây giờ bạn vào Google nha. Đó. Rồi bạn gõ là www.google.com, bấm enter. Rồi bạn click vào cái trang web đầu tiên các bạn, www.google.com bạn thấy không? Đấy, bấm vô đây. Rồi bạn di chuyển đến phần mềm nè, ở trên đây có phần mềm nè, bạn nhấp vào phần mềm này. Nó show bạn ba phần mềm nè, phần mềm quản lý spa nè, phần mềm tăng like fanpage nè, rồi lấy ID Facebook nè. Thì bạn chọn lấy ID Facebook nha. Đó, rồi bạn kéo xuống bên dưới. Chỗ này nó có nhập link Facebook cần tìm kiếm ID bạn thấy không? Bạn sẽ quay lại cái trang Facebook của bạn á. Nhớ nha, nhập quay lại cái trang Facebook của bạn nha. Bạn sẽ click vào cái phần là Lâm Anh Thiện này nè. Thì Lâm Anh Thiện là tên Facebook của Thiện. Còn trường hợp các bạn thì các bạn sẽ click đúng vô cái tên Facebook của các bạn. Thì trên đây chính là cái đường link trang Facebook của bạn nha. Thì bây giờ bạn copy cái đường link này nè. Ctrl C copy đó nha. Quay đây. Dán vô đây. Bấm là lấy ID ngay. Đó. Bạn đợi một chút thì nó xuất hiện cho bạn. Không tìm thấy ID. À, bây giờ trong trường hợp mà nó không tìm thấy ID của mình luôn nè thì bạn làm như thế nào? Đó, thì bây giờ mình có cách thứ hai, đó là bây giờ bạn sẽ vào sarobot.vn. Bạn vào sarobot.vn nha. Rồi ở đây nếu như bạn chưa có tài khoản bấm đăng ký thì đăng ký miễn phí đi các bạn. Ở trường hợp này Thiện đã đăng ký rồi, Thiện vào dashboard luôn. Đó, Thiện chọn đại cái dịch vụ đó nha để Thiện lấy cái ID Facebook các bạn. Ở trong đây là cái tool nó có sẵn web ID Facebook cho mình nè, đó. Tự động lấy ID bạn thấy không? Đang lấy ID nè. Đây là cái dạng ID của mình. Thì bạn copy cái ID này. Bạn bỏ lại cái chỗ tạo tài khoản này nha. Đây. Bạn dán vào đây. Bạn bấm tôi không phải là người máy, bấm đăng ký các bạn nha. Còn trường hợp này Thiện đã đăng ký rồi, bấm đăng nhập ngay luôn. Đó, thì bấm đăng nhập luôn nha. Rồi, thì khi bấm đăng nhập á, hiện tại lúc trước Thiện có kiếm xu là 9.600 xu nè, còn là bạn thấy không? Nhưng mà Thiện lấy cái Facebook khác, Thiện đi làm nhiệm vụ thì Thiện kiếm xu. Đó, thì bây giờ cái chương trình việc này á, thì nó là Facebook Lâm Anh Thiện rồi.
Bây giờ thì cần ép một cái tài khoản Facebook mới vào, thì vào cấu hình nè, Facebook nè, đó, nhập ID Facebook nè, thì dán cái ID Facebook của cái Facebook của Thiện vào, tôi không phải người máy nè, thêm, đó, đã thêm thành công rồi, bạn thấy không? Đó, đã thêm thành công rồi, nó sẽ ra như thế này, nó ra hai xuất hiện hai cái Facebook cho bạn. Thì bây giờ bạn chọn cái Facebook nào là Facebook chạy, thì mình sẽ chọn Facebook này các bạn nha. Mình tiếp cái Facebook này, tại hiện tại trên trình duyệt của mình đang đăng nhập Facebook này các bạn nha. Rồi mình bấm là đặt làm nick chạy. Đó. Đó, đặt thành công. À, bắt đầu vào một kiếm xu đi bạn thấy không? Thì bây giờ mình thử reload lại một lần nữa bạn nha. Đó, bây giờ cho cái nick chạy của mình nè. Mình đã đi kiếm xu, cách quay lại phần kiếm xu rồi bạn. Ở đây nó có rất là nhiều dịch vụ khác nhau để bạn chạy kiếm xu nha. Ví dụ Thiện sẽ đi theo dõi đi, theo dõi chéo chẳng hạn. Đó. Thì bây giờ thì chỉ cần là tiếp vào mấy cái biểu tượng cái lo các bạn, tiếp vào đây. Đó, tiếp vào đây. Thì nó mở tách mới các bạn nha. Và đây là những cái trang người ta cần follow các bạn. Cần follow các bạn. Thì bạn đi follow người ta thôi nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi follow người ta nè. Đó, đi theo dõi các bạn. Nhấp cho theo dõi nè. Đó, rồi cái nick này. Thì nó có theo dõi ngoài thì bạn nhấp vào ngoài. Trường hợp nếu không có thì bạn nhấp vào bao chấm đây nó xuất hiện theo dõi nha. Khi theo dõi xong bạn quay đây. Đó, nhận tiền. Đó, nhận tiền. Bạn thấy không? Hãy mở công khai danh sách đang theo dõi. Rồi đây, trường hợp này các bạn cần phải mở cái gọi là để mọi người họ xem cái danh sách follow của bạn các bạn. Thì mở bằng cách như sau. Thì hướng dẫn này, bạn quay trở lại Facebook của bạn. Bạn sẽ vào phần là cài đặt vào vị riêng tư nè, nhấp vào đây. Bấm cài đặt nha. Đó, bấm cài đặt các bạn kéo xuống đây. Bạn sẽ chọn là người theo dõi và nội dung công khai này bạn. Đó. Thì ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn công khai, ai có thể nhìn thấy những người trang và danh sách của bạn theo dõi, thì phần này bạn sẽ chỉnh là công khai nha. Chỉnh là công khai lên. Tại lúc đầu Thiện chỉnh cho nó là chế độ chỉ mình tôi thôi, cho nên là khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ thì chúng ta sẽ không nhận được điểm. Đó, vẫn là 9.600 xu như thông báo lúc nãy bạn thấy. Thì bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ lại nha, mình sẽ thử reload lại nè. Rồi sau khi các bạn đã mở được chức năng là cho phép mọi người nhìn thấy những người bạn follow rồi á, thì bạn nhấp vào đây. Tương tự như lúc nãy các bạn. Mình đi follow người khác để mình kiếm xu. Rồi sau mình lấy số xu đó để mình sẽ tăng like fanpage cho mình một cách miễn phí bằng nhờ bấm theo dõi nè. Đó. Theo dõi nè. Đó. Quay đây. Mình đã theo dõi được hai người thì mình sẽ nhận được tiền, mình thấy không? Đấy, nhận tiền. Mình đợi một chút số tiền này sẽ được cộng vào đây thôi các bạn. Nó đang check đấy các bạn nha. Đó, thành công, bạn cộng được 700 xu. Bạn thấy không? Thì bây giờ tương tự vậy bạn cứ bấm tiếp như thế này nha. Một ngày vậy bạn cứ bấm theo dõi nhiều người như vậy. Bạn làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy để bạn có nhiều tiền hơn. Và khi bạn có nhiều tiền rồi thì bạn sẽ đi tăng like fanpage cho mình thôi các bạn nha. Đấy thì cách này giúp bạn là tăng like fanpage hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà nó đòi hỏi các bạn là hơi mất nhiều thời gian một chút. Thì cái gì cũng có giá đó các bạn nha. Các bạn muốn miễn phí thì các bạn phải làm thôi. Nhận tiền, nhận tiền, nhận tiền. Đó, ok các bạn. Thì bây giờ mình được 12.400 xu rồi. Bạn muốn tăng like fanpage miễn phí á, thì sau khi mình có tiền rồi nè, thì mình chọn cái mục là tăng tương tác các nha. Ở đây nó có, ở phần Facebook này nó có rất là nhiều dịch vụ. Bạn chọn là tăng like fanpage nha. Đây nè, tăng like fanpage Facebook nha. Đó. Thì ở đây mã ghi nhớ thì bạn đặt sao không được, bạn đặt sao bạn nhớ thôi, ABC gì đó, tùy bạn đặt tên. ID fanpage hay link fanpage thì lúc này bạn sẽ truy cập vào cái fanpage nha, fanpage bạn cần tăng like nha. Ví dụ như Thiện sẽ gọi là vuwebdg chẳng hạn. Thì muốn cần tăng like fanpage cho cái fanpage doanh nghiệp bên Thiện. Đó, thì Thiện sẽ nhấp vào đây này. Đây là cái link này các bạn, trên này cái link của nó này. Bạn copy cái link đó, bạn quay đây. Bạn bỏ vào đây. Đó, nó ghi là ID page hoặc là link fanpage. Mình bỏ cái liên bay vô được nha, số lượng. Thì đây mình đặt là ví dụ như 10 xem. Thì nếu như mà 10 like bay thì bạn tốn là 16.000 xu. Ở đây nhiệm vụ của mình mới làm được có 12.400 xu rồi, chưa đủ xu để thực hiện các bạn nha. Đó, trường hợp các bạn sẽ đi kiếm thêm xu nữa bằng cách làm nhiệm vụ. Và sau đó khi có đủ xu rồi các bạn cứ bấm chọn mua được nha. Đó, và nếu như mà bạn nào thấy cách tăng like fanpage miễn phí này nó quá trời lâu, nó rất là mất thời gian khi bạn phải làm nhiệm vụ mà đi follow người ta, nó rất là phiền phức, thì hướng dẫn bằng cách thứ hai bạn tăng like fanpage nhanh hơn rất là nhiều. Đó là bạn vào hệ thống là
tương tác mạng xã hội là sarobot.vn này các bạn, sarobot.vn này. Ở đây bạn cứ đăng ký một cái tài khoản miễn phí nha. Đấy, sau khi đăng ký sau bấm đăng nhập là được. Giờ thì bấm đăng nhập này. Sau khi đăng nhập vào thì bạn muốn tăng like fanpage một số lượng lớn và trong thời gian ngắn thì bạn chọn dịch vụ Facebook này. Rồi bạn chọn là tăng like fanpage nha. Đây cũng có rất là nhiều dịch vụ. Nhưng mà cái này thì mình phải tốn tiền mua các bạn nha. Bạn phải nạp tiền vào nha. Thì quên nhắc các bạn. Thì đây có hướng dẫn nạp tiền rất là chi tiết rồi. Bạn cứ đọc, bạn làm theo hướng dẫn thì nó sẽ nạp tiền tự động cho mình luôn. Sau khi có tiền rồi bạn chọn dịch vụ Facebook, bạn chọn tăng like fanpage nè. Thì cách tăng like fanpage này nó giúp các bạn là vừa tăng like fanpage mà vừa tăng follow fanpage luôn các bạn nha. Nó tăng cả hai chỉ số các bạn. Đây. Đấy, fanpage chúng ta thì nó có hai chỉ số là like bay là lượt thích nè. Còn follow là người theo dõi các bạn. Thì bạn tăng cách này sẽ tăng luôn hai chỉ số luôn nha, chứ không phải tăng một chỉ số. Thì ở đây bạn sẽ cần lấy cái link fanpage bạn cần tăng nè, bạn quay lại trang web sarobot.vn này. Đi vào ID cũng thấy không? Bỏ link ID vào. Ở đây bạn chọn server thôi. Đó. Thì những server nào để là like follow thì tăng luôn cả hai chỉ số là like và follow luôn các bạn nha. Đó, thì bạn chọn cái server nào bạn phù hợp với bạn thôi. Thì tiền nào của đó các bạn. Mỗi server nó có chút thích như này nè. Bạn cứ đọc và bạn cứ tìm hiểu, thấy follow là phù hợp thì bạn chọn thôi. Dù thiện tăng 1.000 like bay thì nó tới cũng có 100 lại mấy ngàn thôi. Rất là nhanh thôi các bạn. Đấy, các bạn làm cái nhiệm vụ này đôi khi một ngày trời chưa lên được 1.000 like bay nữa. Còn bạn làm cái này thì tốn hơn 100.000 trong vòng 1-2 giờ lên 1.000 like bay rồi. Bạn muốn tăng số lượng lớn như 10.000 like bay. Đó, ví dụ như bạn muốn cần chạy quảng cáo trong tuần này hay là trong ngày mai chẳng hạn, bạn lên like bay số lượng lớn như này để mà nó chuyển đổi cao hơn thì bạn chỉ cần bỏ số lượng này thôi để lên 1 triệu. Đó, thì chúng ta chạy quảng cáo Facebook bạn biết rồi đấy, chúng ta bỏ tiền rất là nhiều, thậm chí mấy chục triệu chạy quảng cáo, chẳng lẽ có 1 triệu đồng để mà tối ưu cái fanpage chúng ta nó trông uy tín hơn, nó chuyển đổi cao hơn, chẳng lẽ chúng ta không làm, phải không ạ? Thì các bạn muốn làm nhanh, bạn muốn tăng like bay nhanh thì các bạn cứ làm cách này, bấm tạo tiến trình là được các bạn nha. Đó, do Thiện không đủ tiền thì Thiện cũng không tạo chương trình. Còn trường hợp các bạn cứ làm đúng theo như Thiện hướng dẫn, tất nhiên một điều là các bạn sẽ tăng like fanpage cho mình được các bạn nha. Đó, thì như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong hai cách để giúp bạn tăng like fanpage. Cách đầu tiên là tăng like fanpage hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể xem lại video và làm theo nha. Cách thứ hai là giúp các bạn tăng like fanpage nhanh chóng. Đó, thì cách nào phù hợp với bạn chọn. Hy vọng rằng video này giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Nếu như thấy video này hay, hãy cho Thiện một like và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ Thiện các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.